Hãy Bồ Tát Ca Chê về với Đại Từ Duyên đã tu hành nha. Về Đại Từ Duyên tu hành đi nghe. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nước lên mênh mông kia mọi người. Cặp luôn cái gốc cây. Đứng lên. Trụ tam bảo của mình còn tầm khoảng 1,5 m. Quý có bị ngập không? A Di Đà Phật. Lên tới đỉnh thì hai mét mấy. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sanh hữu duyên được nghe tiếng niệm Phật tốt quá. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.